Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với bài giảng tiếng Anh tiếp theo của thankyou.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học các quy tắc hình thành trạng từ tiếng Anh từ tính từ các bạn nhé. Các quy tắc để chúng ta hình thành trạng từ tiếng Anh từ tính từ. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải phân biệt trạng từ và tính từ trong tiếng Anh thì nó khác nhau ở chỗ nào. Như vậy, phân biệt trạng từ và tính từ. Thì các bạn nhớ, tính từ nó sẽ đi với danh từ. Bổ nghĩa cho danh từ hay là giải thích nghĩa cho danh từ. Chúng ta lấy ví dụ như là cô ấy là một cô gái đẹp. Như vậy cô gái ở đây là danh từ. Người, vật, sự vật thì là danh từ. Nên là cái chữ đẹp ở đây nó giải thích cho danh từ cô gái thì nó sẽ là tính từ các bạn nhé. Cô ấy là she này. Chưa có động từ, chúng ta phải mượn động từ to be là is. Một là a này. Và tính từ phải đứng trước danh từ các bạn nhé. Như vậy, chữ đẹp chúng ta phải đưa lên trước danh từ cô gái. Beautiful girl. She is a beautiful girl. Còn nếu mà chúng ta muốn nói là cô ấy múa đẹp. Như vậy, ở đây thì múa nó là động từ. Hành động múa, đúng không các bạn? Nên là đẹp nó giải thích cho động từ thì nó không thể là tính từ được nữa, mà nó phải là trạng từ. Thành ra chúng ta có động từ thì đi với trạng từ. Như vậy các bạn nhớ, tính, danh, động, trạng. Tính từ đi với danh từ, và cụ thể tính từ thì đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ. Còn trạng từ đi với động từ và bổ nghĩa cho động từ các bạn nhé. Ví dụ như là cô ấy múa đẹp. She múa là dance. Có động từ rồi, chúng ta không mượn động từ to be nữa. Và she thì chúng ta thêm s vào. She dances. Và đẹp bây giờ chúng ta phải dùng trạng từ của nó là beautifully. Như vậy các bạn thấy ở trên đây là beautiful. Dưới này là beautifully. Nó có đuôi ly vào, đúng không? Thì chúng ta phải học cái quy tắc để chúng ta hình thành cái trạng từ, từ tính từ như vậy. Thưa các bạn, đối với trạng từ và động từ thì thông thường chúng ta cứ viết từ trái sang phải nhé. Ví dụ như là múa đẹp thì chúng ta viết múa trước và đẹp sau. Còn đối với tính từ thì chúng ta phải đào lên trước danh từ. Đúng các bạn? Ok, có một số trường hợp thì trạng từ có thể đứng trước động từ, nhưng mà các bạn sẽ bổ sung phần đó sau. Bây giờ chúng ta sẽ học các quy tắc để chúng ta hình thành trạng từ tiếng Anh từ tính từ. Quy tắc đầu tiên, thông dụng nhất mà có thể các bạn đã biết, đó là chúng ta thêm đuôi ly vào tính từ thì chúng ta sẽ thành trạng từ. Đó, chúng ta lấy ví dụ như là đẹp, beautiful, thì chúng ta thêm đuôi ly vào, chúng ta sẽ có beautifully, đúng không ạ? Hoặc là nhanh, quick. Quick thì chúng ta có thêm đuôi ly vào quickly thì chúng ta sẽ có trạng từ nhanh. Đó. Hoặc là slow, chậm thì chúng ta cũng thêm đuôi ly vào, chúng ta có slowly là trạng từ chậm. Đúng không ạ? Đó. Thì ở trên đây các bạn có thể thấy danh sách nhiều hơn các trường hợp này. Này, quick thành quickly này, slow thành slowly này, beautifully này, clear thành clearly này, rõ ràng đấy. Expensive thành expensively này. Faithfully này. Hopefully này. Historically này. Extremely này. Absolutely này. Fortunately này. Definitely này. Elegantly này. Skillfully này. Amazingly này. Đó là danh sách các cái trường hợp nhiều ví dụ hơn mà bạn có thể tham khảo. Thế thì khi các bạn thêm đuôi ly đấy thì chúng ta có một vài cái quy tắc mà chúng ta cần nhớ để chúng ta thêm đuôi ly các bạn nha. Quy tắc thứ nhất, nếu trạng tính từ kết thúc bằng y dài thì chúng ta sẽ phải đổi y dài thành y ngắn rồi chúng ta thêm đuôi ly, được không bạn? Chúng ta lấy ví dụ nha.
happy, đó là tính từ, thì chúng ta biến nó thành trạng từ. Chúng ta vẫn thêm đuôi ly, nhưng mà chúng ta phải đổi y dài thành y ngắn, rồi chúng ta mới thêm đuôi ly thành happily, được không bạn? Hay là lucky, cũng kết thúc bằng y dài, chúng ta phải đổi nó thành y ngắn, rồi chúng ta mới thêm đuôi ly thành luckily. Hoặc là unlucky thành unluckily. Ok, rồi. Hay là busy, busily, vân vân. Đó là quy tắc thêm đuôi ly thứ nhất. Quy tắc thêm đuôi ly thứ hai, đó là đối với các tính từ mà kết thúc bằng LE, kết thúc bằng LE, thì chúng ta sẽ bỏ E đi, rồi chúng ta mới thêm đuôi ly vào các bạn nhé. Chúng ta lấy ví dụ như là đơn giản, simple, đơn giản. Chúng ta bỏ, kết thúc bằng LE, chúng ta bỏ E đi, chúng ta thêm đuôi ly. Simply, đúng không ạ? Hoặc là gentle, kết thúc bằng LE, chúng ta bỏ E đi, chúng ta thêm đuôi ly. Đó là quy tắc thêm đuôi ly thứ hai các bạn nhé. Quy tắc thêm đuôi ly thứ ba nữa là nếu mà tính từ mà kết thúc bằng đuôi ick thì chúng ta đổi thành ickily, ick thành ickily các bạn nhé. Ví dụ như là economic, kinh tế, economic, chúng ta sẽ, nó kết thúc bằng đuôi ick thì chúng ta sẽ đổi nó thành economically, được không ạ? Hoặc là terrific, tuyệt vời đấy, chúng ta sẽ đổi thành terrifically. À, vân vân, đúng không ạ? Ok, như vậy đối với quy tắc chúng ta thêm đuôi ly vào, đối với trường hợp chúng ta thêm đuôi ly vào tính từ để hình thành trạng từ, thì chúng ta lại có các cái quy tắc. Thứ nhất là kết thúc bằng đuôi ly y dài, chúng ta đổi y dài thành y ngắn, rồi chúng ta mới thêm đuôi ly để nó biến thành trạng từ các bạn nhé. Nếu mà tính từ kết thúc bằng đuôi LE thì chúng ta sẽ bỏ E luôn để chúng ta thêm đuôi ly. Còn nếu mà tính từ kết thúc bằng đuôi ick thì chúng ta sẽ đổi nó thành ickily. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái quy tắc số 2 để chúng ta biến đổi tính từ thành trạng từ. Đó là các trường hợp mà không đổi có nghĩa là tính từ và trạng từ thì nó như nhau. Chúng ta lấy ví dụ như là fast, nhanh đấy các bạn, fast. Đó, thì tính từ của nó là fast và trạng từ của nó cũng là fast. Chúng ta lấy ví dụ nha, đây là một chiếc xe hơi nhanh, this is a là một này. Xe hơi là danh từ, do đó chúng ta sẽ dùng tính từ và tính từ đứng trước danh từ fast, và xe hơi là danh từ car, đúng các bạn. Còn nếu mà chúng ta nói là chiếc xe hơi này chạy rất nhanh là this car run là động từ này, thì chúng ta phải dùng chữ nhanh là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ, đúng không? Runs fast. Đó, và trạng từ của nó cũng là fast luôn các bạn nhé. Rồi, như vậy trường hợp số 2 là các trường hợp không đổi, hay là near là tính từ thì trạng từ của nó vẫn là near, được không bạn? Gần đấy. Ok, rồi các bạn có thể tham khảo nhiều hơn những cái trường hợp nó không đổi như vậy, cả về cách viết và về nghĩa, fast thành fast,
giống nhau. Only thành only, late thành late, right thành right, fair thành fair, cheap thành cheap, rẻ này, early không đổi này, much không đổi này, little không đổi này, monthly hàng tháng không đổi này, daily hàng ngày không đổi này, near không đổi này, low không đổi này, high không đổi này, straight cũng không đổi này, wrong cũng như vậy này. Tức là chúng ta không nói là wrongly mà chúng ta nói là wrong, chặn từ là wrong luôn các bạn nha. Outside là tính từ và outside cũng là chặn từ luôn này. Đó là trường hợp số 2, các trường hợp mà không đổi, được không bạn? Ok, bây giờ chúng ta sẽ học thêm trường hợp số 3 nữa. Đó là các trường hợp mà chúng ta thêm dùng in, ở cộng với tính từ, cộng với way. Đó. Đối với những trường hợp này chúng ta sẽ dùng như vậy, chứ chúng ta không thêm đuôi ly vào cho sau tính từ để hình thành trạng từ các bạn nha. Chúng ta lấy ví dụ như là friendly thì chúng ta không đổi nó thành y dài thành y ngắn để chúng ta thêm đuôi ly, mà chúng ta sẽ dùng là in a friendly, rồi chúng ta thêm chữ way nữa, in a friendly way, được không bạn? Rồi ví dụ như là anh ta đã giúp tôi một cách rất là thân thiện. He helped me in a friendly way. Ok. Rồi, hay chúng ta có cái trường hợp khác là silly, ngớ ngẩn đấy. Thì chúng ta cũng dùng là in a silly way. Theo một cách ngớ ngẩn. Anh ta đã làm việc theo một cách ngớ ngẩn. Như vậy, trạng từ các bạn có thể thêm chữ theo một cách ha, vào cũng được. Ok. Anh ta đã múa, cô ta đã múa một cách rất là đẹp chẳng hạn. Đã, tùy trường hợp, bạn có thể thêm vào cho nó hợp nghĩa. Ok. Rồi, hay là lovely. Chúng ta cũng không dùng lovely để hình thành trạng từ mà chúng ta thêm đuôi ly vào các bạn nhé. Lovely này. Đó, thì chúng ta cũng dùng là in a lovely way, đúng không ạ? Ok. Hoặc là ugly này, xấu đấy, thì trạng từ của nó là in a, ở đây xấu bắt đầu bằng một nguyên âm, do đó chúng ta sẽ dùng ẩn, ugly way. Ok, như vậy các bạn nhớ đây, đối với bốn chữ này thì chúng ta sẽ thêm in a vào nhé, và sau đó là tính từ, và sau đó là thêm chữ way. Friendly thành in a friendly way, silly thành in a silly way, ugly thành in an ugly way. Đó chính là trường hợp số 3, được các bạn? Trường hợp số 3. Ok, bây giờ chúng ta đã học được 3 cách để chúng ta hình thành trạng từ từ tính từ. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ thêm đuôi ly vào. Đây. Thêm đuôi ly vào tính từ thông dụng nhất. Cách số 2 là các trường hợp chúng ta không đổi kể cả về cách viết và về nghĩa, tính từ và trạng từ giống nhau. Cách số 3 là in a cộng với tính từ và cộng với way. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm ở một cách nữa các bạn nhé. Đó là các trường hợp ngoại lệ. Số 4 là các trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ có nghĩa là nó không theo quy tắc nào cả. Không theo bất kỳ một quy tắc nào cả. Chúng ta lấy ví dụ như là good, tốt đấy. Đây. Chúng ta lấy ví dụ như là good. Thì trạng từ của nó lại là well, không có theo quy tắc nào cả, được các bạn. Hoặc là ok. Good thành well này. Better
Better là tốt hơn nha. Thì trạng từ của nó vẫn là better. Như vậy trong trường hợp này nó là không đổi. Better nằm ở phần không đổi. Rồi, ở đây các bạn thấy các trường hợp thêm in a cộng với way này. Đúng không? Rồi, tiếp theo nó ví dụ như là hard, khó, hardworking. Hardworking là chăm chỉ đấy. Đây, chúng ta để luôn các trường hợp đó xuống đây. Hardworking là chăm chỉ này. Thì trạng từ của nó là hard, cũng là chăm chỉ luôn. Ví dụ như là my mother is a hardworking woman. Mẹ của tôi là một người phụ nữ chăm chỉ, đúng không? Thì chúng ta dùng tính từ hardworking. Nhưng mà trạng từ của nó lại ngắn hơn nhá, là hard. Mẹ của tôi làm việc rất chăm chỉ. My mother works very hard. Ok? Rồi, good thành well này. Better thì ở trường hợp số 3 các bạn nhé. Đây là trường hợp số 3. Hardworking thành hard. Hard, khó hoặc là cứng. Thì nó thành trạng từ. Nó cũng là hard luôn nhưng mà nó là chăm chỉ. Được không bạn? Viết thì giống nhau nhưng mà nghĩa của nó khác nhau hoàn toàn rồi nhé. Và hard là tính từ khó hoặc là cứng này. Nếu mà chúng ta thêm đuôi ly vào thì nó không còn cùng nghĩa với lại hard nữa mà nó có nghĩa khác hoàn toàn. Đó là hardly, hầu như không. Hầu như không. Thành ra các bạn phải để ý chỗ này. Chúng ta rất là dễ sai khi chúng ta sử dụng trong giao tiếp và thi cử. Pretty, đẹp này. Thì nó cũng có một trạng từ khác. Nó giống như vậy nhưng mà nghĩa của nó khác nhau. Pretty là khá này. Ok. Rồi, short, thấp hoặc là ngắn. Shortly là sớm. Ví dụ như là I will call you shortly. Tôi sẽ sớm gọi bạn. Đúng không? Hoặc là high là cao này. Chúng ta thêm đuôi ly vào thì nó lại mang một nghĩa khác. Đó là hết sức. Highly recommended. Được hết sức được để đề xuất. Ok. Như vậy đối với trường hợp này các bạn lưu ý là ngoại lệ. Nó không theo bất kỳ quy tắc nào cả. Bạn phải để ý nếu không thì bạn sẽ sử dụng sai đấy. Good thành well. Hardworking thành hard. Hard nó có trạng từ nhưng mà nghĩa khác này. Hard thêm đuôi ly vào thì nó mang một nghĩa khác này. Pretty thêm ly vào nó cũng mang nghĩa khác này. Và short thành shortly cũng mang nghĩa khác này. High thành highly nó cũng khác nhau hoàn toàn về nghĩa này. Nếu mà bạn không ý bạn sẽ sử dụng sai. Đúng không? Ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài học hôm nay. Cách hình thành tính từ, từ, trạng từ tiếng Anh, từ tính từ. Bạn nhớ xem lại bài giảng một lần nữa cho hiểu bài nhé. Nếu mà bạn chưa đăng ký khóa học của thankyou.com thì bạn hãy đăng ký khóa học online của thankyou.com thì bạn sẽ nhận được file từ vựng tất cả các trường hợp chúng ta đã khảo sát hôm nay kèm với lại phiên âm Anh và Anh Mỹ và đặc biệt là có bài tập luyện tập cho các bạn luyện tập để chúng ta nhanh thành thạo hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học của chúng ta. Bye bye!